Chào anh chị và các bạn ha. Thì sắp hết năm 2024 rồi, bắt đầu sang năm 2025 anh chị bạn ha. Thì Tùng cũng có một số cái bước để chuẩn bị mình khởi đầu cho năm 2025 được tốt đẹp, được suôn sẻ hơn. Thì Tùng cũng sắp xếp thời gian ha, công việc cuối năm cũng khá bận rộn. Thì Tùng sắp xếp thời gian, Tùng sẽ làm cái kế hoạch sale 2025 ha. Bằng cách Tùng làm những cái chuỗi series này để mà giúp cho anh chị các bạn ha, đặc biệt là những người mới hoặc là những anh chị bạn đang theo dõi Tùng á, thì có một cái lộ trình mình làm nó hoàn chỉnh hơn ha, hoàn thiện hơn về sale, rồi mình học hỏi những cái kinh nghiệm, những bước mình làm sao cho nó hiệu quả ha. Thì Tùng cũng mong muốn xây dựng một cái chuỗi series như vậy để mà giúp cho anh chị các bạn ha. Rồi thì xin mời anh chị các bạn theo dõi cái kế hoạch sale năm 2025 ha của Tùng nha. Rồi thì đây là cái video này Tùng giới thiệu cho anh chị các bạn cái kế hoạch sale của để mà giúp mình triển khai sale website ha, năm 2025 anh chị bạn ha. Rồi thì trong cái phần kế hoạch sale năm 2025 thì nó có rất là nhiều cái video bên trong. Thì đâu đó Tùng đã tổng hợp những cái bước làm ha, mình đi từng bước rồi cần những cái video gì ha, hoặc là những cái cách làm gì thì Tùng đều chia sẻ ha, anh chị các bạn xem từng cái video để mà nắm nha anh chị bạn ha. Rồi xin mời anh chị các bạn theo dõi video này ha. Rồi hiện tại trên kênh Tùng Phát Áp Cầu của Tùng thì có rất là nhiều cái chủ đề video chia sẻ, thì đâu đó thì Tùng thấy nó chưa có được cái lưu rích lắm, nên Tùng muốn xây dựng một cái bản kế hoạch sale 2025 để mà chia sẻ cho anh chị các bạn những cái vấn đề về sale thực tế ha. Thì rồi thì về thực tế thì về sale á, thì năm 2025 á, thì anh chị các bạn có nên đầu tư vào sale website hay không ha. Thì có một số anh chị vẫn đang phân vân, tại vì cái vấn đề là công nghệ AI của mình nó ngày càng nó phát triển, có rất là nhiều cái AI để mà giúp đỡ cho mình, không những trong cái việc mà mình làm sale mà việc mình làm video ha, mình làm bán hàng đó. Rồi thì Tùng muốn chia sẻ cho anh chị các bạn để mà thấy được cái bức tranh ha, bức tranh của sale của mình hiện tại nó thay đổi rất là nhiều. Rồi thì bước sang năm 2025 á, thì vì sao Tùng khuyên anh chị vẫn tiếp tục đầu tư cho sale ha. Thì cái vấn đề là cái thị phần, cái miếng bánh của mình á, hiện tại thì nó đã chia nhỏ rất là nhiều rồi. Ví dụ như anh chị các bạn sẽ thấy những cái xu hướng, ví dụ như TikTok nè ha, đó TikTok rồi Temu nó cũng đang bước vào thị phần bán hàng của mình. Thì đối với một số ngành nghề, ví dụ thị trường bán sỉ á hoặc là bán lẻ, thì anh chị các bạn nếu mà cần bán hàng gì đó thì anh chị các bạn sử dụng những cái sàn thương mại điện tử á, thì nó sẽ giúp cho anh chị các bạn đẩy hàng nhanh hơn đó. Còn bên cạnh đó thì đối với những anh chị các bạn nào mà phát triển nghề dịch vụ á, ha, ví dụ dịch vụ vệ sinh, dịch vụ hút bể phốt, dịch vụ cung cấp xe hay gì đó vân vân vân, thì mình nên tập trung vào sale anh chị bạn ha, để mình xây dựng cái thương hiệu của mình ha. Rồi cái thứ hai nữa là anh chị các bạn sẽ thấy là cái sự cạnh tranh nó rất là gay gắt. Và cái thứ ba nữa là chính là cái những cái công nghệ AI ha. Thì khi mà công nghệ AI ra đời thì nó thay đổi hoàn toàn về sale. Thì có những cái cách làm mới anh chị bạn ha, thì mình phải áp dụng cái công nghệ AI vô mình làm, thì từ đó sẽ giúp cho công việc của anh chị được nhanh hơn nha, rồi và hiệu quả hơn nữa. Rồi thì đối với những chuỗi series này thì Tùng hướng đến những anh chị nào là người mới thì mình nên theo dõi. Ví dụ như anh chị các bạn muốn học về sale nè đó, muốn học về SEO á, cho làm sao cho nó nhanh để biết cách mình làm á, thì đây là những cái thực chiến mà Tùng làm, thì Tùng sẽ chỉ cho anh chị các bạn ha. Rồi thì cái thứ hai nữa, Tùng muốn anh chị các bạn dễ theo dõi cái chuỗi series này ha, khi mà mình cần đến học sale thì mình vào đây mình học nó dễ dàng hơn. Và cái thứ ba nữa thì đây là những cái kiến thức mà Tùng update cũng từ những cái chuyên gia thực chiến ở bên ngoài, ví dụ như ông Gosell nè, rồi ông Newtel nè, rồi ông
vân vân ha, hai ba ông nữa, nói chung rất là nhiều ông Kube nè đó. Thì đó là những chuyên gia về sale, thì Tùng cũng học hỏi từ mấy ông này, Tùng sẽ tích lũy và Tùng trong quá trình làm Tùng sẽ chia sẻ lại cho anh chị bạn ha. Rồi rồi đi vô phần thứ hai á, thì Tùng muốn nói cho anh chị các bạn á, những cái trụ cột về sale á, thì anh chị các bạn ha cần nắm giúp Tùng ha. Thì trong cái trụ cột về sale á, thì có người chia ra thành tứ trụ cũng có, thì có người chia ra tam trụ vân vân ha. Thì đối với Tùng thì đây Tùng có ba cái phần chính mà anh chị các bạn cần tập trung, đó chính là content, backlink và technical ha. Đó rồi, thì tương ứng với những cái chủ đề, ví dụ như về content thì Tùng sẽ làm những chủ đề về chia sẻ về on bay nè đó, và chủ đề về backlink thì Tùng sẽ chia sẻ chủ đề up bay ha anh chị bạn ha. Đó, Tùng phân ra như vậy để anh chị bạn dễ dàng nắm ha. Rồi thì clip hôm nay Tùng muốn đi sâu hơn về chủ đề up bay ha. Thì trước mắt thì có nhiều lý do để mà Tùng tập trung vào chủ đề up bay này. Thứ nhất là bên Tùng là một cái đại lý cung cấp backlink cho những anh chị các bạn là khách hàng ha, làm sale hoặc là những công ty doanh nghiệp mà cần đến dịch vụ backlink thì liên hệ bên mình sẽ tư vấn báo giá cho anh chị các bạn ha. Rồi thì cái thứ hai, lý do thứ hai Tùng làm cái video này thì đó chính là Tùng có những cái video chia sẻ về backlink phía trước rồi, thì Tùng muốn nó liền mạch thêm một tí đó, thì nó cũng dễ dàng cho anh chị các bạn thôi. Anh chị các bạn vào thì Tùng đã phân ra ví dụ kế hoạch sale 2025 về chủ đề on bay thì có những cái series gì á, thì anh chị các bạn vào xem ha. Thì những cái clip mà liên quan thì Tùng đã đính kèm trong cái phần mô tả của từng cái clip. À, vì vậy thì anh chị các bạn vẫn là một cái gọi là một cái mạch để mình xuyên suốt, chứ mình không bị lộn xộn anh chị bạn ha. Đó rồi thì clip này thì Tùng đã sẽ đi sâu chia sẻ cho anh chị các bạn ha về cái backlink. Thì trước thì Tùng có chia sẻ cho anh chị các bạn một cái video rồi, đó chính là bí quyết làm sao mà anh chị các bạn là những cái người mới mà biết cách mà triển khai ha backlink, mà sử dụng backlink báo chí sao cho nó hiệu quả đó. Thì Tùng quay lại cái clip này ha, Tùng lấy cái gốc nó chính là chủ đề upbay. Sau đó Tùng chia ra cái upbay này nó thành là năm cái loại backlink mà mình hay sử dụng ha. Thì đầu tiên đối với một cái website mới thì ở đây thì Tùng đi lại đi đi lại bước đầu là anh chị bạn sử dụng cho website mới ha. Đó, còn website cũ thì như thế nào thì mình sẽ đi vào sau, mình sẽ làm sao nha anh chị bạn ha. Rồi đối với những website mới á, thì đầu tiên là anh chị các bạn ha trải qua cái khâu thiết kế rồi ha, rồi on bay rồi thì mình sẽ tiến hành cái khâu backlink. Đó, backlink này thì anh chị bạn nắm giúp mình là những cái kiến thức sau đây. Thứ nhất là backlink nền là gì nè, rồi hai backlink báo chí, rồi backlink gatebot, rồi backlink mention, backlink BBN ha. Đó đó là những loại backlink. Rồi trong những backlink này thì sắp tới thì Tùng sẽ làm những clip hướng dẫn anh chị các bạn, ví dụ như cách lấy backlink trên cái trang YouTube như thế nào, ví dụ vậy đó. Rồi thì Tùng sẽ làm hướng dẫn cho anh chị bạn ha. Rồi tiếp theo á, thì khi mà đi vô backlink nền á, thì anh chị bạn cần phải nắm giúp Tùng là cái backlink nền á, thì mình hay gọi đó chính là backlink social ha, cái hệ thống backlink social. Thì backlink social á, thì anh chị các bạn sẽ thấy những cái social lớn mình hay gặp, ví dụ như YouTube là một ha, rồi Facebook là hai nè, rồi x.com, hiện tại là Twitter nó chuyển sang x.com ha, rồi Pinterest và LinkedIn đó. Đó là những cái social mà anh chị các bạn cần phải khai thác. Có nghĩa là khi mà anh chị các bạn tạo social á, thường á thì cái bộ social này á, hay bên mình hay tạo là tạo theo hướng gọi là entity, có nghĩa là mình làm sao cho khi mình khai sinh một cái website thì bên cạnh website đó thì nó sẽ có những cái thực thể ha. Thì Tùng lấy ví dụ khi anh chị các bạn thành lập công ty thì đầu tiên anh chị các bạn là giám đốc nè đó. Sau đó mình thành lập công ty thì mình sẽ có giấy phép kinh doanh ha, đó có địa chỉ văn phòng, rồi có chức vụ là giám đốc, ai là người đứng tên, ai là kế toán, rồi vốn huy động, vốn điều lệ bao nhiêu, địa chỉ ở đâu ha. Đó là bước đầu mình thành lập công ty. Rồi sau đó rồi để mình muốn công ty mạnh lên á thì mình phải có thêm nhân sự, ví dụ như mình có một hai bạn kỹ thuật viên, rồi sau đó là mình set up một cái phòng nhân sự, quản lý nhân sự, rồi phòng kế toán ha, rồi phòng marketing, rồi phòng
sản phẩm, quản lý sản phẩm vân vân ha, rồi khâu sản xuất ví dụ vậy. Thì khi mình có những cái nhánh như vậy thì mình sẽ mạnh lên chị bạn ha. Đó, những nhánh công ty như vậy thì mình sẽ mạnh lên. Thì tương ứng đối với website của anh chị á, thì đầu tiên anh chị khai sinh ra website á, thì anh chị các bạn mua tên miền nè, mua hosting nè, rồi thiết kế web nè. Đó, thì khi mình chạy như vậy, mình xuất ra Google á, thì Google chỉ biết là cái tên miền đó thôi, nó chỉ có những cái nội dung cơ bản thôi, nó không có gì hết. Đó, thì buộc bắt đầu mình phải xây dựng lên ha. Thì cái việc mình tạo entity á, thì Tùng lấy ví dụ giống như mình tạo một cái nhà vậy anh chị và ha. Đó, thường cái áp dụng vô công việc xây nhà cũng vậy. Thì đầu tiên mình phải làm cái móng nha, website mình phải có cái móng. Rồi, thì cái việc mình tạo entity social này á, thì nó sẽ giúp cho cái website mình á, thứ nhất là nó giúp cái chỉ số của cái tên miền mình nó được tăng lên. Đó, thì chỉ số tên miền mình là gì á, thì anh chị các bạn vào cái công cụ anh chị bạn check nha. Đó, thì đầu tiên á, ví dụ khi mình mới mua tên miền mình ra, ví dụ như tungphat.com đi, mình mới mua ra. Ở đây Tùng lấy ví dụ là cái tên miền của website của Tùng ha, để anh chị các bạn dễ hiểu nha. Rồi, thì thường khi mà mình vào mình mua tên miền mới, mình set up một website á, thì hầu như chỉ số của anh chị là các bạn sẽ là nó không, nó không có kết quả gì hết á. Đó. Rồi, Tùng sẽ lấy một cái tên miền mới và một cái tên miền cũ đi. Đó, để anh chị bạn phân biệt được ha. Rồi. Thì ở đây mình sử dụng cái công cụ xem đất anh chị bạn ha. Thì mình check thì mình có chỉ số là authority score, có nghĩa là cái đo lường cái độ uy tín của tên miền ha. Nó được nối đến là cái số lượng và cái chất lượng của backlink, rồi lưu lượng tìm kiếm tự nhiên và tính xác thực tổng thể của hồ sơ. Đó. Thì đầu tiên là anh chị các bạn mua tên miền hầu như là nó bằng không anh chị bạn ha, nó mới. Đó, thì bắt buộc là mình phải xem lại nè. Mình phải xây dựng cho nó. Rồi, ví dụ như Tùng lấy một số website mà Tùng vừa thiết kế cho một số cái đơn vị khác đi, ví dụ camera24h.vn đây. Đấy, đây là một website chuyên về bán camera ha. Rồi, Tùng check cái website này mới cho anh chị bạn xem nha. Rồi. Camera24h đấy. Thì website này nó cũng mới nè anh chị bạn ha. Nó cắt khoảng tháng 4 á. Tháng 4 gì đó là bắt đầu mình triển khai cái website này. Ha, thì tên miền, chỉ số tên miền anh chị bạn thấy là mới có 7 ha. Đó, còn của mình thì mình làm lâu rồi, nó lên tới 21 nè. Ví dụ như global ở đây thị trường Mỹ nè. Rồi, ví dụ thị trường Việt Nam là 21 nè ha. Đó. Rồi, thì khi mà làm như vậy á, thì khi mình làm như vậy á, thì nó sẽ giúp mình tăng cái chỉ số DR hoặc UR ha. DR là cái chỉ số của cái domain gì ha, UR là cái đường link mà mình sell. Ví dụ như ở đây Tùng muốn sell cái trang là dịch vụ sell này ha. Đó, thì cái này mình xác định đây là cái UR anh chị bạn ha, UR. Còn cái tên miền mình chính là tungphat.com. đó. Rồi, khi mình check cái UR của mình luôn ha. Ví dụ như anh chị bạn sell thì anh chị bạn xem cái đối thủ của mình, ví dụ như UR nó cao ha, nó như thế nào đó. Đó, ví dụ như UR nó lên tới 30 hay gì nó sẽ hơn mình 21 thì nó đang mạnh hơn mình, thì tìm cách mình phải xây dựng backlink ha. Thì xây dựng backlink thì cái chỉ số này nó sẽ tăng lên anh chị bạn ha. Nó chỉ có xây dựng backlink mới tăng được thôi, còn mình làm content nhiều thì không bao giờ tăng được nha anh chị bạn ha. Đó. Rồi, thì khi mà cái chỉ số này nó tăng lên thì chứng tỏ cái độ uy tín của mình cao á, thì lúc đó mình dễ dàng mình được ship hàng ha. Thì mình ship hàng được nhiều từ khóa thì traffic mình nó càng cao anh chị mà. Rồi, thì quay lại câu chuyện là vì sao mà mình cần phải tạo entity social á, thì việc mình sử dụng entity social á, ví dụ như anh chị bạn sử dụng trên cái mạng YouTube nè, rồi Facebook, LinkedIn, thì những cái domain này á, ví dụ như mình sẽ check một cái cho anh chị bạn xem ha, youtube.com. rồi đây, thì khi mình lấy cái domain này mình check đi. Đó, rồi
thì khi mình check domain này, anh chị bạn thấy không, điểm tuyệt đối AuthorityCore nó 100 điểm luôn, thì chứng tỏ là nó rất là uy tín anh chị bạn ha. Và điểm cao nhất trong cái chương trình Google cái thanh công cụ Semrush này nó check cho mình á, thì cao nhất 100 điểm đó. Thì anh chị các bạn thấy là nó 100 điểm, nó tuyệt đối luôn rồi. Còn sai của mình thì là mới có 21 điểm thôi. Rồi đối với những sai mới thì nó có 7 điểm, có nhiều cái mới sinh ra nó bằng không nữa. Đó. Thì vậy thì mình mới nói anh chị các bạn là cái việc mà mình muốn cái UR mình nó tăng lên, hoặc cái DR mình nó tăng lên cái độ uy tín á, thì anh chị các bạn cần phải lấy những cái backlink rồi, và những backlink này á thì mình tạo như vậy, mình gọi là backlink social ngay chỗ này ha. Đó. Thì ở đây Tùng lấy ví dụ anh chị các bạn có giống như là cái việc mình trồng cây hoặc là việc mình xây nhà. Thì để trồng một cái cây á, thì anh chị các bạn phải tốn công sức nào, là ví dụ như khi anh chị trồng cây thì anh chị các bạn phải chọn hạt giống nè, rồi sau đó mình ngâm hạt nè, rồi mình ủ hạt nè, rồi nó nảy mầm nè, rồi bắt đầu mình đi gieo nè, gieo trồng, bắt đầu mình chăm sóc nè, rồi chăm sóc bắt đầu nó phát triển thành cái cây nhỏ rồi cây lớn, rồi bắt đầu nó phát triển cái tán ra và bắt đầu nó mới ra hoa, mới kết trái cho mình ha. Rồi mình phải chăm sóc sao rễ cho nó được phát triển mạnh để mà nó giữ cho cái cây mình nó không bị đổ, không bị ngã nè. Đó, thì lúc đó mình mới hưởng được những cái thành quả về lâu dài, ví dụ được hưởng được trái ngọt nè. Đó, anh chị bạn thu hoạch được nhiều lần. Đó, còn nếu mà trường hợp anh chị bạn làm mà nó dở quá thì rễ nó không có đủ thì nó sẽ bật gốc nè, hoặc là nó sẽ gãy nhánh nè, hoặc nó không có cho trái á. Thì đó là những cái mà Google ứng dụng cái việc thực tế vào cái việc làm SEO mình là như vậy. Rồi thì đối với những cái website mới á, khi mà anh chị các bạn tạo như vậy á, thì mình chỉ gọi là social thôi. Còn khi mà mình thêm cái từ entity á, thì có nghĩa là anh chị các bạn phải hiểu là cái thực thể. Nếu mà dịch ra cái tiếng Việt nó là thực thể, thì đầu tiên anh chị các bạn sinh ra một cái web mới á, thì cái độ uy tín của cái tên miền anh chị các bạn là không nè. Đó, thì sau đó anh chị bạn tạo những cái trên cái social này á, thì nó sẽ được một cái, là có nghĩa là anh chị bạn sẽ lấy được cái backlink. Đó, lý do tại sao anh chị lấy được backlink thì anh chị các bạn có nghĩa là mình sẽ được phép đặt những cái đường link ha, đặt những cái đường link trên những cái domain uy tín này. Ví dụ như ở đây Tùng có một cái kênh YouTube nè, rồi tungphat.com. đó, thì đây Tùng có một cái đường link, ở đây nó có 10 cái liên kết ha, có nghĩa là bên trong đây Tùng có rất là nhiều cái liên kết nữa. À, anh chị bạn thấy à, đó thì đây là những cái social mà Tùng có thể là Tùng đặt cái link trên đây thì nó dẫn về website cho Tùng. Thì từ cái chỉ số tên miền bằng không ấy, thì Tùng đã tăng lên là 21 ha, cái chỉ số tên miền của Tùng nó đã tăng lên là điểm chất lượng là 21, đây 21 như này. Rồi thì đây là việc mình tạo những cái link trên đây ha. Thì đây là những cái social lớn mà Tùng muốn anh chị các bạn lưu ý, ví dụ như là YouTube nè, rồi Facebook nè, rồi Map nè, rồi Twitter nè, rồi LinkedIn nè, Pinterest nè, rồi vân vân ha. Trong đây có nhiều cái này là cái gì mà Tùng Bitly ha, rồi Bitly đó. Thì có nghĩa là những cái social này, cái chỉ số tên miền nó rất cao. Khi mình đặt như vậy thì nó sẽ dẫn về tên miền mình nó cao ha. Đó, thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì mình tạo, mình lấy được cái backlink trên đó thôi. Rồi tiếp theo là mình muốn là cho thằng Google nó hiểu cái khai báo entity vậy. Tại vì Google á, thì nó sử dụng cái con bọ, nó robot nó vô thu thập dữ liệu mình, thì nó thông qua những cái thực thể, những cái ngữ nghĩa để nó hiểu website mình làm về cái gì ha, phục mục đích phục vụ cho người dùng nào, hoặc là website mình là bán hàng hay gì đó, hoặc là website mình có uy tín hay không. Thì Google sẽ dựa vào những cái yếu tố sau đây. Ví dụ như khi mà anh chị các bạn tạo cái social thì anh chị các bạn bắt buộc phải khai báo thêm những thông tin. Ví dụ như ở đây thường là anh chị các bạn sẽ nghe là NAP ha, NAP hoặc là Nabil. Đó, thì cơ bản anh chị các bạn phải đáp ứng tiêu chí là NAP. NAP có nghĩa là gì? Ví dụ như khi anh chị các bạn khai sinh ra một website thì thường website sẽ đi kèm với một cái doanh nghiệp hoặc là một cái cá nhân. Đó, đối với Tùng thì Tùng khai báo website Tùng về giấy phép công ty ha, Tùng có giấy phép công ty đầy đủ. Thì đâu đó anh chị các bạn sẽ thấy ví dụ như đây là những cái chứng chỉ ha, chứng chỉ về giấy phép nè, rồi số điện thoại, email, rồi địa chỉ nè, website đó. Thì như vậy thì khi mà anh chị các bạn khai báo trên Google á, thì anh chị các bạn cũng phải đảm bảo ha, khi tạo social á, anh chị các bạn phải đảm bảo là tên doanh nghiệp và cá nhân,
rồi cái địa chỉ doanh nghiệp hoặc văn phòng hoặc cái nhà riêng, rồi phone là số điện thoại ha. Rồi tiếp tục là mình nâng cao thêm trí nhớ, nếu mà anh chị các bạn có những cái trường nó cho điền email thì mình điền email vào, rồi website, địa chỉ website mình vào ha, thì đó là một cái mà khai báo mà đầy đủ nhất ha. Rồi thì sau khi mà anh chị khai báo đầy đủ á thì mình có thể là khai báo thêm cái map nữa ha. Nếu mà khai báo entity thì mình kèm theo một cái Google Map, ví dụ như ở đây Tùng Sở, đây công ty sale Tùng Phát. Rồi thì anh chị các bạn cần phải có map nè, map mình cũng phải thống nhất nè, rồi địa chỉ nè, số điện thoại nè, rồi email giờ giấc hoạt động ha, đó dịch vụ gì đó, thì đây là những thông tin để mình giúp cho con bot Google nó hiểu, nó thu thập thông tin để nó hiểu website của mình hơn. Rồi hoặc là để mà chép thông tin này á thì anh chị các bạn có thể là tìm chính cái domain của mình ha. Đó, đây có shop bán hàng thì đây Tùng đang kinh doanh thêm cái mảng thêm ha, đó thêm WordPress gì đó. Rồi còn để mà tìm tìm coi anh chị các bạn đã tạo entity như thế nào đó thì mình check như này ha, mình check đúng cái tên mình tạo cái này thì nó ra, ví dụ như Tùng Bùi Sale Web, Tùng Bùi Sale ha, rồi Tùng Phát Sale. Cái này thì mình có hai cái bộ entity, một bộ entity dành cho cá nhân và một bộ entity dành cho doanh nghiệp ha. Ở đây thì entity cá nhân thì mình đại diện đó chính là CEO Tùng Bùi ha. Tùng Bùi là một cái ông ha, ông mà ông sáng lập ra cái công ty sale này đó, thì mình cũng tạo entity cho cái social đó chính là ông cá nhân này ha, ông giám đốc này đó. Rồi rồi một cái là Tùng Phát Sale hoặc là công ty sale Tùng Phát ha. Đó thì cái này do mình đặt thôi anh chị bạn ha, mình có thể tạo được nhiều lần ha, tạo được nhiều lần. Rồi thì ví dụ như cái này đấy, ví dụ như cái này đấy, Tùng Phát Sale, thì khi mà anh chị bạn tạo là anh chị bạn thấy không, đó thứ nhất là cái domain của mình, rồi những cái mô tả nè, rồi số điện thoại nè ha, email ha, vân vân ha, thì từ đây nó sẽ lấy một cái backlink về cho cái chỉ số domain của mình đó, từ đó thì nó sẽ giúp mình tăng cái độ uy tín lên ha. Rồi tiếp tục là mình quay lại ha, sau khi mà anh chị các bạn nắm cái phần khai báo đầy đủ thông tin á đối với web mới ha, còn đối với những web cũ nào á anh chị bạn là chưa khai báo thì mình tiến hành mình quay lại cái giai đoạn đầu mình khai báo thôi. Ví dụ như mình cũng khai báo là entity cho author chính là cái người mà sáng lập website hay là người viết những cái bài viết chia sẻ lên website, rồi author entity cho cái tên miền chính của mình ha, về cái doanh nghiệp của mình đó, thì đó là những cái bộ mình cần phải tạo. Rồi tiếp theo là cách tạo ha, Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị các cách tạo. Thì ở đây mình sẽ có hai cách tạo bằng tay và cách tạo bằng tool đó. Rồi thì cách tạo tay đơn giản là anh chị các bạn cứ truy cập vào từng cái domain rồi mình điền email ha, rồi mình tạo thôi. Rồi thì clip này Tùng muốn là hướng dẫn cho anh chị các bạn ha, review cho anh chị các bạn cách mà tạo bằng tool. Thì ở đây Tùng đã sắm được một cái tool như thế này đó. Thì ở đây Tùng đã test thử tạo ba cái bộ entity ha, đó ba bộ entity. Rồi thì khi mà tạo entity thì nó giống như tạo bằng tay với bằng tool, nó cũng giống như nhau anh chị bạn ha, về kết quả nó tương đối nó giống nhau. Nó về tool thì nó cũng chỉnh chu anh chị bạn ha. Đó rồi tool thì khi mình tạo thì nó rất là nhanh đó. Rồi để mình lấy một cái hoàn thiện mình cho anh chị bạn xem ha, ví dụ thử cái này coi. Rồi đó anh chị các bạn thấy ha. Rồi mình lấy ví dụ như này thì cái bộ mà tạo bằng bằng tool mình á, thì đầu tiên á mình tạo thì anh chị các bạn sẽ tạo được tối đa là 300 ha, 300 đó. Rồi kết nối thực thể nhau hay không thì mình cho kết nối với nhau ha, mình còn tất cả luôn. Rồi cái mục tiêu, cái URL của mình là gì ha, rồi mình sẽ nhập vô đây luôn đó. Rồi cái nội dung hoặc cái tên ha, anh chị muốn đăng ký nội dung tên gì
Rồi địa chỉ của anh chị là gì nè, rồi cái mô tả, rồi cái hình đại diện và cái ảnh bìa, rồi cái user, cái tên người dùng đăng ký ha, rồi cái email đăng ký, rồi cái có cái phần kết nối này anh chị bạn không, kết nối Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Rồi thì sau khi mà mình chuẩn bị những cái trường này đó thì mình đưa lên cái tool của mình sẽ chạy ha. Đó, sau khi chạy xong thì nó sẽ xuất ra cái file báo cáo, nó gửi về cho mình. Thì đây là cái danh sách ha. Đó, danh sách ở đây thì mình chọn 300 domain, thì ở đây nó sẽ tạo cho mình được là 261 ha, 261 domain đó. Thì cái phần tạo này nó tùy thuộc vào cái social gì mà ha. Ví dụ có những lúc cái social nó bị lỗi hay gì đó ha, thì mình phải can thiệp ha, can thiệp rồi mình sẽ tạo. Rồi thì cái như ưu điểm của cái tool này á, thì nó sẽ giúp cho anh chị các bạn tạo rất là nhanh ha, tạo rất là nhanh. Thì ở đây mình mua cái tool rồi thì mình chia sẻ cho anh chị các bạn ha. Anh chị các bạn nào có nhu cầu mà muốn Tùng giúp cho anh chị các bạn tạo ra cái bộ social mà bằng bằng tool á, thì Tùng có để đường link đính kèm trong phần mô tả này ha, anh chị các bạn tham khảo cái đường link của mình nha. Rồi thì video đến đây thì Tùng đã giúp cho anh chị các bạn ha hiểu được cái phần tạo social là như thế nào anh chị bạn ha. Nếu anh chị các bạn thấy mà hữu ích cho anh chị các bạn thì anh chị các bạn nhớ cho Tùng xin một like ha. Rồi thì tiếp tục mình quay lại ha, quay lại đây mình làm rõ hơn cái vấn đề tool tạo này như thế nào đó. Thì thay vì anh chị các bạn phải tạo hết 300 cái con này thì đâu đó nếu mình ngồi á thì mình tốn ít nhất khoảng 3 ngày để mình hoàn thiện. Mà nhiều khi nó lỗi ha, nó lỗi rồi nó không có kết nối cái này cái kia nọ vân vân, nó bị lỗi nên nó rất là lâu anh chị bạn ha. Đó rồi thì sau khi mà Tùng tạo thành công á thì Tùng quay ra đây ha, Tùng check luôn cho anh chị bạn xem. Đây đây là cái danh sách mà Tùng đã tạo đúng không. Đó, Tùng đưa vào cái công cụ Spin Editor để Tùng kiểm tra xem cái mức độ index của nó như thế nào. Rồi thì anh chị các bạn quan tâm giúp Tùng là cái phần vấn đề mà tạo social ha. Đó, tạo social á, thì mình lưu ý là làm sao mình phải index anh chị bạn ha. Đó, tạo đúng đúng những cái thông tin về cái nap này ha, đúng những thông tin về nap này và nó phải được index. Đó. Rồi, tiếp tục là nó phải được xe chéo lại với nhau ha. Rồi thử Tùng review một cái cho anh chị bạn thấy là nó có đáp ứng không nha. Ví dụ đây Tùng làm cho khách hàng là về cầu Năng Định Châu ha, Tùng cung cấp dịch vụ. Rồi cái user Tùng đăng ký A cộng Định Châu. Rồi thì đây là cái phần mô tả ha, mô tả ngắn. Rồi đặc biệt cái chỗ này anh chị bạn ha, cái website nè, đặc biệt như Tùng nói anh chị bạn khi mình tạo tay hoặc mình tạo tool ha thì bắt buộc là phải có cái chèn được cái đường link để mình dẫn về website ha. Đấy rồi anh chị các bạn xem cái đường link này như thế nào ha. Đó, đường link này thì đa phần những cái mạng social nó chính là nofollow anh chị ha. Đó, nofollow. Rồi tiếp tục là cái font nè, rồi cái address nè. Đó thì nó đáp ứng tiêu chí gì, tên nè ha, Nabil là đầu tiên là name nè. Đó, address ha, font, rồi address, Nabil, na là address, đó, font. Rồi thì tùy theo có những cái nó cho mình sẽ chéo, có những cái nó không cho mình sẽ chéo ha. Rồi thì ở đây Tùng lấy ví dụ thêm một con này đi đó, rồi anh chị các bạn sẽ xem là ví dụ nó có index hay không nha. Để thôi là anh chị các bạn phân vân là không biết tạo bằng tool nó có chất lượng hay không ha. Đó thì đây anh chị các bạn thấy nè. Đó, rồi nó có index nha, index bằng cách câu lệnh là size cái đường link. Thì đây mình check bằng tool thì mình cũng thấy nó index này nè. Đó thì cái ngày tạo của cái bộ này thì cũng mới đây thôi, tạo ngày 11 ha, 11 tháng 11. Rồi 11 tháng 1 mới tạo, hiện nay là 14, 3 ngày anh chị bạn ha, 3 ngày. Thì đâu đó mình đang check lại là anh chị bạn thấy là 1, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 114 chị ba. Rồi thì trong 3 ngày thì Tùng tổng kết là anh chị ba, trong 3 ngày thì đâu đó Tùng điểm bây giờ thì chắc cũng có nhảy sai sót một số cái, nhưng đâu đó là 114 thì trên tổng số là 260, 260 trên 114 đó, thì đâu đó nó chiếm khoảng 50% tỷ lệ net anh chị bạn ha. Đó, nó chiếm khoảng 50% tỷ lệ net. Rồi những social này thì hầu như là nó được được cái đội ngũ code bên mình thì nó đã viết rồi ha, nó viết nó chắc lọc rồi rồi đó, vì vậy anh chị bạn yên tâm mà sử dụng nha. Đó rồi, ví dụ như Tùng sẽ kiếm một cái xe chéo cho anh chị bạn ha, nó tự động nó xe chéo luôn đó, thì Tùng đánh giá cao về cái công cụ này là nó vừa giúp mình tạo nhanh bộ social này ha, rồi không những thông tin nó về đúng ha, đúng như mình mong muốn này ha, đính kèm đường link, đính kèm tab này ha, rồi website, rồi phone, rồi cái địa chỉ ha, đó, website đều dẫn về, nhấp một cái nó dẫn về. Rồi tôi kiếm một cái xe chéo để anh chị bạn xem cái nào xe chéo nha. Đó, thì xe chéo thì anh chị các bạn cần phải chuẩn bị cho mình là đầy đủ thông tin, ví dụ như đây có những cái thì nó cũng bị lỗi anh chị bạn nha, có cái bị lỗi thì có nhiều lý do, tại vì mình sử dụng social thì nó phụ thuộc vào bên thứ ba ha, đó, bên thứ ba nhiều khi mình tạo xong rồi nhiều khi nó bị lỗi hoặc nó không cho thì chuyện bình thường anh chị bạn ha. Đó, rồi ví dụ như đây đó anh chị bạn sẽ thấy xe chéo đây, ví dụ như cái banner cũng có, logo cũng có này ha, bao nè, đây là những cái mà xe chéo nè, xe chéo Facebook nè, rồi YouTube nè, rồi Twitter nè, LinkedIn ha, là bốn cái nãy mình nói anh chị các bạn cần chuẩn bị thông tin là như vậy ha, bốn cái chừng cần chuẩn bị thông tin đó. Thì sau khi mà anh chị các bạn nhấp vào đường link mình để trong phần mô tả, anh chị các bạn tham khảo những cái gói mình tạo ha, thì thì anh chị các bạn sau khi ấy thì mình sẽ thống nhất thông tin với anh chị các bạn, sẽ mình sẽ tiến hành tạo, và sau khi tạo thì mình sẽ tiến hành là gửi báo cáo về cho anh chị các bạn ha. Đó thì có những cái social này nó bị chết, nó bị đai như thế này đó, thì có thể nó chặn IP hay như thế nào đó, thì cũng có trường hợp đó nha anh chị các bạn ha. Thì việc mà tạo tool hoặc tạo tay thì mình cũng không tránh khỏi việc bị lỗi anh chị bạn ha. Đó, vì vậy mình cũng nói trước cho anh chị bạn ha. Rồi thì về cái giá mà tạo tool so với tạo tay thì cái giá tạo tay nó đắt hơn ha. Đó, giá tạo tool thì rẻ hơn. Rồi tiếp tục là nếu mà anh chị bạn ha đặt cái trường hợp với cái bộ social của anh chị các bạn ha tạo ra như này, rồi sau đó mình gửi báo cáo ha, gửi báo cáo cho anh chị bạn, mà chị bạn không có index đi thì mình sẽ sử dụng thêm một cái công cụ nữa, chính là Simbuy ha, index bằng Simbuy đó, thì mình sẽ dùng cái công cụ này đó, tiếp tục mình ép index cho anh chị bạn ha. Đó rồi thì ở đây mình cũng cho anh chị bạn xem ha, mình ép index luôn đó, đó ép index luôn ha, đó ép index luôn đó. Rồi thì vậy anh chị các bạn yên tâm ha, yên tâm mà cái vấn đề mà nó tạo tool nó không index hay nó index như nào đó thì bên mình sẽ cam kết cho anh chị các bạn luôn ha. Đó là như cái quá trình mà Tùng muốn giúp cho anh chị các bạn là những cái người mới ha, mình không có biết cách mình
xây dựng backlink cho cái website bắt đầu từ đâu á, hoặc là mình đi như thế nào cho nhanh, cho hiệu quả. Thì Tùng làm cái bước này để mà giúp cho anh chị các bạn, hướng dẫn cho anh chị các bạn cách tạo entity social cho website để mà tăng cái chỉ số DRUR, rồi dẫn đến cái thứ hạng của website mình được tăng lên, thì cái từ khóa nó nhanh chóng được Google nó index và nó được xếp hạng cao hơn ha. Rồi thì trong chuỗi series này thì Tùng cũng có một cái bài chia sẻ, đó chính là bí quyết mua backlink báo hiệu quả cho người mới. Thì chị các bạn có thể là xem ở trong cái phần mô tả của cái clip ha, hoặc là trong cái chuỗi danh sách phát anh chị bạn ha, thì mình sẽ có cái này đó. Thì đây là cái kế hoạch sale năm 2025. Thì clip này là clip cho là clip thứ hai đi ha, clip thứ hai nói chuyên sâu về backlink đó. Rồi thì clip thứ ba thì Tùng tiếp tục đi sâu những vấn đề về backlink báo chí, hoặc là Gatebot, hoặc là mention backlink BBN đó. Thì anh chị các bạn nào mà nếu chưa có kiến thức về những cái chủ đề này á, thì nhớ like ha, like mạnh giúp Tùng ha, rồi comment những cái vấn đề mà anh chị các bạn chưa có làm được á, để mà Tùng xem và Tùng sẽ làm những cái video mà để đáp ứng cho anh chị bạn ha. Đó rồi thì nếu mà cần sử dụng thêm dịch vụ thì cứ inbox hoặc là comment ở trong cái phần mô tả của clip này ha, rồi Tùng sẽ xem và Tùng sẽ giải đáp thắc mắc của anh chị bạn ha. Rồi hẹn gặp lại anh chị các bạn ở cái clip tiếp theo ha. Thì clip tiếp theo thì có khả năng thì Tùng sẽ nói thêm về cái vấn đề báo chí này ha, cái gói test link ha, test link báo như thế nào đó. Rồi xin mời anh chị các bạn theo dõi ha. Nếu bạn xem clip của Tùng vẫn chưa làm được, bạn hãy mạnh dạn comment ở phía dưới clip của Tùng ha, để mà Tùng xem và Tùng sẽ giải đáp cho bạn. Ngoài ra nếu bạn thấy clip của Tùng làm hay thì hãy giúp Tùng like, giúp Tùng một like để cho thuật toán YouTube đánh giá cao clip của Tùng, và nhấp vào cái nút chính giữa nếu bạn chưa đăng ký kênh Tùng Phát Official, hoặc bạn có thể nhấp vào phía bên tay trái để xem tiếp video tiếp theo, hoặc phía bên tay phải bạn ha. Ngoài ra nếu mà bạn cần tìm một người đồng hành cùng bạn, cầm tay chỉ việc cho bạn và học hỏi tất cả những kiến thức mà Tùng đã có, thì Tùng luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Thì hãy mạnh dạn inbox cho Tùng hoặc là trao đổi trực tiếp với Tùng để mình cùng nhau tìm ra một cái giải pháp để Tùng có thể là giúp bạn ha. Cảm ơn bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo ha.